Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì trong một cái video nhỏ, hôm nay rất đẹp trời, em lại lên tiếp tục lên cho anh em các bác vài mẫu dây loa đấy, để anh em về nâng cấp này, nâng cấp bộ dàn lên, hoặc là anh em cải thiện lên. Ví dụ anh em nào mà cần đang nghe cái dàn nó bị tối quá, anh em cần cải thiện cái dây mà nó sang tiếng hơn đấy, nghe lời, nghe chuyên như nhạc bolero này, hát karaoke này, để nó được hay hơn, trọn vẹn hơn. Thì hôm nay chủ yếu em lên cho anh em mặc bác là những cái bộ dây tới từ Hitachi anh em nhé, hãng Hitachi. Và cái dây này đều là dây bãi Nhật hoàn toàn đấy. Hôm nay thì lên cho anh em tổng là 1, 2, 3 mẫu tất cả. Thì rất nhiều anh em bác thì khi mà gọi bên em đặt hàng thì rất sợ mua những cái dây nhiều lõi đấy, sợ mua những cái dây nhiều lõi. Thì anh em cứ yên tâm yên chí là khi anh em mua, anh em đặt hàng thì bên em sẽ làm sẵn cho anh em đấy. Về anh em và các bác chỉ việc sử dụng thôi, nên anh em không phải động tay động chân vào bất cứ một cái việc gì cả, nên anh em không phải lo. Mà nhất là những cái dòng dây nhiều lõi thì nghe nó lại cực kỳ chi tiết anh em nhé, nhất là những cái bài nhạc bolero, anh em nghe tiếng lóc cóc tí tách đấy, nhạc tơi nhuyễn hay không thì do cái dây loa nó rất là nhiều. Đấy, nhiều anh em bảo dây loa không quan trọng đâu, anh dùng dây điện cũng được đấy. Thế nói như thế thì những ai mà làm về audio này thì người ta sản xuất ra dây loa để làm gì, đúng không ạ? Đấy, tại sao nên dùng dây loa chứ không nên dùng dây điện? Đấy, nó là như vậy. Thế thì hôm nay em sẽ lên cho anh em tổng là 3 mẫu. Đấy, em lần lượt là những cái mẫu dưới 100.000 này, nhỉnh hơn 100.000 em cũng có, nhỉnh hơn 100.000 một mét em cũng có. Đấy, thì bây giờ em sẽ lên luôn cho anh em nhé. Anh em nào mà đang cần mua hay là cần tìm kiếm những cái mẫu dây loa bãi Nhật thì đừng bỏ qua video của em ngày hôm nay. Thì đầu tiên là một cái mẫu dây màu đen của Hitachi. Thì anh em bác có thể nhìn ở đây thì em có trên tay em đang làm một cái mẫu dây màu đen. Đây, có mã sản phẩm ở trên này luôn. Đây em sẽ quay kỹ cho anh em nhìn này. Đây. Đấy, quay kỹ cho anh em nhìn. Đấy, trên này sẽ có mã dây luôn này. Đấy, Hitachi, đây, em sẽ nhìn đây. E41447HCV. Đấy. AVKG105C300V Hitachi LF. Đấy, anh em về cứ nhận hàng, cứ đúng dây Hitachi thì thanh toán cho em nhé. Đấy, không anh em bảo là đây có phải dây Nhật xịn không, hay là dây Trung Quốc, hay là dây gì, không phải dây Nhật, bên em đền 100% tiền cho anh em. Đấy, được chưa? Đấy, anh em cứ yên tâm yên chí. Bây giờ em sẽ tuốt luôn cho anh em nhìn cái lõi dây nhé. Thì đầu tiên là một cái mẫu dây màu đen, như cái đầu của em, đầu của em có quay cho anh em đấy, dây Hitachi bản màu đen. Đấy, 105C300V. Dây khá là mềm. Dây này thì nó ít lõi, dây này còn của nó em không nhầm thì là 6 lõi thôi. 6 lõi. Hai cái mẫu kia mới nhiều này. Cái mẫu dây trắng này, cả mẫu dây xám này là nhiều lõi này, thì tí em sẽ quay cho anh em. Anh em nào mà đang thích chơi dây nhiều lõi thì chờ em một chút nhá, em sẽ lên từng mẫu một. Vì cái dây loa này thì cũng rất nhiều, mỗi anh một kiểu. Có những anh thì chỉ chơi 2 lõi hoặc là 4 lõi là nhiều lắm rồi. Nhưng mà có những anh ấy thích chơi 30 40 lõi thì anh mới chơi. Vì anh nghe dây nhiều lõi nó quá hay rồi, anh em nghe dây ít lõi nó không ấy được. Đấy, đầu tiên là cái vỏ nó cực kỳ mềm này anh em này. Vỏ nó cực kỳ mềm. Vỏ cao su của Hitachi thì quên sầu rồi. Rồi tiếp theo đến là cái bên trong. Bên trong của nó sẽ có một cái lớp dây lớp giấy chống ẩm. Rồi. Đây, anh em nhìn cái cấu trúc tiết dây của nó này. Đảo chiều cực kỳ hay. Đấy. Em sẽ bóc tách cho anh em nhìn, đếm cho anh em nhìn luôn nhá. Dây này thì của nó sẽ là 6 lõi. Đấy, xanh, đen, vàng. Ở đây sẽ là hai loại to và một loại nhỏ. Một loại nhỏ này của nó cũng không hề nhỏ đâu anh em. Nó phải được 0,5 ly đấy. Đây sẽ tuốt luôn cho anh em cái lõi nhá. Đây là hoàn toàn là vỏ thép lông anh em nhá. Vỏ thép lông chống cháy. Đây sẽ đốt thử cho anh em nhìn này. Lửa to luôn đấy. Đây đốt cho anh em nhìn. Gọi là dây này là gọi là chống nhiệt, chống nhiễu, chống nhiệt cực kỳ tốt. Anh em nhìn em đốt ạ. 30 giây. Dây không bị một tí gọi là biến dạng nào. Đây anh em nhìn này,
không một tí biến dạng nào. Nhưng mà bên trong lõi cực kỳ nóng luôn, bỏng tay luôn anh em nhé. Nhưng mà vỏ của nó vẫn còn nguyên. Đấy, nó hay ở cái điểm đấy. Nên tại sao người Nhật sẽ làm ra những cái dây loa rất là sửa, rất là xịn là như vậy. Đây em đốt này, em thấy không ạ? Đây, bỏng tay luôn đấy, em sờ bỏng tay luôn. Rồi, tôi thử cho anh em nhìn nhé. Cái lõi của con này thì nó được tầm 2 ly, 2 ly cho một lõi này. Đây là 4 lõi to. Đây em đây. Ở đây sẽ có 4 lõi to gồm có xanh đỏ này, trắng đen này là 4 lõi to. Còn dây vàng và dây xanh này sẽ là lõi nhỏ, em bỏ ra đằng sau. Đấy thì khi mà làm thì em sẽ kết hợp làm luôn cho. Đấy, đầu tiên em sẽ tuốt thử cho anh em. Đây, cái lõi nhỏ này, lõi nhỏ của nó đã nhiều lõi như thế này rồi. Anh em thấy không ạ? Đây đồng loại bạc đây. Sáng bóng luôn. Đây lõi nhỏ đây anh em nhá. Đấy, đây là cái lõi nhỏ đấy ạ. Đây, lõi nhỏ đấy. Rồi bên đây tuốt lõi to này. Lõi to này tuốt nó hơi khó một chút. Đây, lõi to đây, anh em nhìn này. Nó từng thớ một, và trong những thớ này thì nó sẽ có rất nhiều cái lõi nhỏ. Anh em thấy không ạ? Đấy, đồng tơ, đồng mềm nhá. Đây là anh em nghe nhạc bolero, nhạc vàng cực kỳ tơi nhuyễn. Đặc biệt là cái dải trung và cái dải cao của nó cực kỳ chi tiết. Đây em nhìn này, đồng tơ này. Đặc biệt là cái dải trung cao và cái dải chép. Đấy, riêng cái dây Nhật. Đây. Riêng cái dây Nhật nghe dải cao cực kỳ sáng và chi tiết. Đấy, thì cái dây này thì em để cho anh em và các bác với mức giá là 120.000 đồng cho 1 mét. Dây 6 lõi, vỏ tép lông chống cháy anh em nhé. Bản màu đen 105C. Đấy, bản màu đen 105C 6 lõi. Anh em nào mà cần bên em làm luôn. Đấy, ví dụ anh em cần bộ dây 4 mỗi vế 2 mét đi, thì anh em cứ nhân lên 120.000 x 14 thì nó sẽ rơi vào tầm 480.000 thôi. Đấy, 480.000. Có anh em nào mà 5 mét thì anh em 120 x 5 lên là sẽ ra. Đấy, tính ra nó cũng chỉ rơi vào tầm 520 gì đấy, một bộ dài mỗi vế dài 2,5 mét thôi. Đấy. Mà dây to, lõi to anh em nhé. Đây. Lõi to cực kỳ luôn. Em nhìn này. Lõi to, lõi to đẹp luôn nhá. Đó. Rồi, bây giờ lại chuyển loại khác luôn. Lại chuyển loại khác luôn để đỡ tốn thời gian của anh em. Rồi, cái loại 6 lõi màu đen này thì để cho anh em và bác với mức giá là 120.000 đồng. Rồi, để thêm bên này. Bây giờ lên cho anh em loại tầm 90.000 đi. 90.000. Đây, loại màu trắng sữa. Loại màu trắng sữa 90.000 đồng 1 mét. Đây, nhiều lõi cực kỳ luôn. Đây, em sẽ tuốt luôn cho anh em nhìn. Tuốt luôn. Đỡ mất thời gian nha. Rồi, đầu tiên là cũng phải xem cái mã đã. Đầu tiên cũng phải xem cái mã của nó đã. Đây, Hitachi 300V 80C. Ok chưa? Bản này là bản 2464 này, VVVW này, AWM này, 80C 300V anh em nhé. FTI Hitachi. Đấy, một quận này được không còn nhiều. Rồi, video cũng khá là dài, nhưng mà anh em nào mà đang tìm kiếm thì không thể bỏ lỡ cái video này. Rồi tiếp theo là bản dây màu trắng sữa, bản nhiều lõi anh em nhé, có chống nhiễu, bản nhiều lõi có chống nhiễu. Rồi này, khá là dài. Vì rất là chắc những cái dây có đây. Khá là khó. Anh em nhìn thấy không? Mang tiếng em cắt rời ra rồi này, mà rút ra nó còn rất là khó. Rồi có khi phải đặt xuống đất thì mới tuốt được anh em. Đấy, em phải sạch như thế này này. Thế là cái quá trình bên em làm nó cũng rất là cầu kỳ và cẩn thận. Đấy nên anh em cứ yên trí, yên tâm. Nếu mà anh em nào mà có yêu cầu làm sẵn thì bên em sẽ vẫn làm sẵn cho anh em, chứ không để anh em về tự làm, vì những cái dây nhiều lõi này làm cũng rất là khó.
Đấy, những cái dây nhiều lõi này làm nếu mà không cẩn thận nó rất dễ bị chập. Đấy, nên anh em yên yên chí. Thì đầu tiên là bên ngoài sẽ có một cái lớp chống nhiễu cái vỏ nó đây. Em vừa rạch này. Là dây này rất là chắc chắn, phải rạch ra cái cao su bên trong này. Đó, rồi tiếp theo đến là cái bên trong có một lớp dây chống ẩm. Rồi, nó khá là nhiều lõi anh em nhé. Đây em nhìn này, em sẽ đếm luôn. Một cái lõi này của nó sẽ là một lõi đôi gồm hai sợi. Đấy, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16 này, 18 này, 20 này, 22 này, 24 này, 26 lõi. 26 lõi thì chia ra thì sẽ tầm 18 lõi cho một vế. Đấy, 18 lõi cho một vế thì bây giờ em sẽ tuốt luôn cho anh em nhìn nhé. Tuốt luôn cho anh em nhìn. Dây này thì em không nhầm thì nó sẽ là lõi đồng tơ. Đấy, lõi đồng tơ đấy. Đấy, đồng mạ bạc tơ anh em nhé. Cái dây 120.000 ngay đầu em quay cho anh em ạ. Thì cái dây này nó lên cả bát nữa vì lõi nó rất là to. Đấy, còn cái dây 90.000 này thì nó sẽ lợi để chung chép sẽ nhiều hơn là giải bát. Nếu mà anh em nào ví dụ bát anh em nó mà nhiều rồi, anh em muốn cải thiện thêm cái giải chung và cái giải chép thì anh em có thể chơi cái dây 90.000 này ok. Nhất là dàn gia đình, kể cả loa full chơi cái dây 90.000 này cũng rất là ok. Đây, 18 lõi này. Lõi được tầm 2 ly anh em nhé. Lõi tầm 2 ly. Bản 26 lõi. Bản 26 lõi màu trắng sữa nhá. Bản 26 lõi màu trắng sữa có chống nhiễu. Đấy, bên em sẽ làm sẵn cho anh em. Ví dụ anh em đây, ví dụ anh em không lấy đầu dắt thì bên em sẽ làm sẵn chia âm dương cho anh em như này này. Đấy, chia đỏ chia đen cho anh em sẵn luôn, về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, đấy, dây 90.000, 90.000 một mét thôi anh em nhé, bản màu trắng sữa. Rồi tiếp theo đến bản to hơn, nếu anh em nào thích loại to hơn thì đây cũng có luôn. À, video thì khá là dài rồi đấy, 12 phút rồi. Rồi tiếp theo là một mẫu nữa, mẫu hơn 30 lõi. Đây, 2464 Hitachi 41447 AWM, được chưa? Đấy, chữ chạy dọc trên dây. Đây, một quận nguyên luôn này. Đấy, dây này thì cao hơn hai cái dây kia anh em nhé. Lõi to hơn, lõi to hơn và nó xịn sò hơn một chút. Đấy, dây này thì nhỉnh hơn cái dây kia một chút. Đấy, dây này thì để cho anh em mặc bác để xem em xem bao nhiêu lõi đó. Em xem lõi bao nhiêu lõi và lõi nó to không để em sẽ báo giá cho anh em nhìn. Dây này cũng có chống nhiễu anh em nhé. Đây, bản này to hơn bản kia. Đây, hai cái dây em vừa tuốt này. Tiếp theo dây này này, tuốt cho anh em nhìn. Đây, nó to hơn ạ, to hơn hai con kia. Đấy, thì tại sao con đen nó đắt hơn con trắng? Vừa như vừa đấy, vì cái con đen nó là vỏ tép lông anh em nhé, vỏ tép lông xịn hơn, dòng lõi xịn hơn. Đây, còn con này thì lõi nó sẽ to hơn này. Rồi, đầu tiên là bên ngoài nó sẽ có một cái lớp chống nhiễu. Rồi tiếp theo sẽ có một lớp dây chống ẩm. Rồi tiếp theo bên trong lõi nó khá giống với dây trắng, lõi nó khá giống với dây trắng. Một lõi này bằng một lõi đôi, anh em nhìn nó. Đó, đây, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16 này, 18 này, 20 này, 22 này, 24 này, 26 này, 28 này, 30, 32, 34 lõi anh em ạ. 34 lõi chúng ta sẽ chia ra, chia đôi ra. Đấy, 34 chia ra thì tầm 17 lõi anh em nhé, 17 lõi cho một vế. 17 x 2 sẽ là 34. Rồi, đồng con này khá giống đồng con kia. Con kia là 26 lõi, còn con này là 34 lõi. Lõi giống nhau anh em nhé, lõi to hơn.
cái loại 34 lõi này thì em sẽ để cho anh em và các bác với mức giá là 140.000 đồng cho 1 mét 34 lõi bản Hitachi 34 lõi màu đây gọi là màu ghi, màu xám ghi anh em nhé. Đây màu xám ghi này. Đấy. Đây này, nếu mà em không nhầm thì nó được tầm gần 3 ly. Lõi khá là nhiều. Đấy. Em sẽ tuốt một nửa ra đã. Em tuốt một nửa ra thì mới biết được lõi nó bao nhiêu. Rồi ok. Đây. Đấy. Lõi được gần 3 ly. 3 ly mà đồng tơ nguyên chất luôn, đồng mạ bạc đồng tơ. Này, đẹp cực kỳ luôn anh em ạ. Đấy 140 một mét thì tính ra khi mà nhân lên bộ 2,5 mét thì nó chỉ rơi vào tầm 140 nhân với 5. Đấy nó chỉ rơi vào tầm gần 700.000 đồng thôi anh em nhé. Tầm 700.000 đồng thôi. Không cao. Đấy mà dây bản to bản nhiều lõi. Đấy dây này đánh cực kỳ chi tiết rồi. Đấy thì hôm nay em vừa lên cho anh em tổng là 3 mẫu. Một mẫu là 90.000 màu trắng, một mẫu là 120.000 màu đen, mà một mẫu là 140.000 màu xám ghi. Đấy cho anh em nào mà có nhu cầu, ví dụ anh em cần có nhu cầu là chia sẵn âm dương này. Đấy thì bên em sẽ làm free hoàn toàn cho anh em. Đấy, có anh em nào mà muốn lắp thêm bắp chuối này. Đấy, lắp thêm bắp chuối như này thì sẽ cộng thêm 200.000 tiền bắp chuối thì sẽ tổng là 8 chiếc anh em nhé. Một bộ như này sẽ tổng là 8 chiếc. Đấy đây là gồm về hai loa hai dây luôn, mỗi dây sẽ là bốn cái như này. Đấy, đây là hai sợi thì sẽ là 8 chiếc. Đấy, cộng thêm 200.000 đồng tiền rắc, bên em sẽ miễn phí hoàn toàn công làm, công gọi là miễn phí hoàn toàn hết, không bao giờ tính thêm một đồng phí nào của anh em cả. Đấy thì anh em nào có nhu cầu quan tâm đến những cái mẫu dây loa này của bên em thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại ở ngay trên màn hình nhé. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.